Chào mừng các bạn đã đến với chuyên mục chăm sóc sức khỏe của kênh Mẹo Sống Khỏe VTT7. Bài thuốc dân gian chữa bệnh ho, viêm họng đơn giản mọi người nên biết. Viêm họng là căn bệnh gây ra rất nhiều phiền toái cho người bệnh với những triệu chứng như đau rát cổ họng, ho khan, sốt, chán ăn, v.v. Nếu không có biện pháp điều trị kịp thời, bệnh sẽ tái phát theo chiều hướng xấu cho sức khỏe. Cách chữa viêm họng từ bài thuốc dân gian tại nhà dưới đây giúp bạn hoàn toàn có thể điều trị bệnh hiệu quả. Cùng tìm hiểu và khám phá ngay sau đây nhé! Nguyên liệu mà bạn cần chuẩn bị. Nguyên liệu thứ nhất là bắp cải. Với bắp cải thì chúng ta chỉ sử dụng những lá non bên trong thôi nhé. Nguyên liệu thứ hai cần chuẩn bị là mật ong nguyên chất. Với hai nguyên liệu này thì cách các bạn thực hiện như sau. Với rau bắp cải thì chúng ta chỉ sử dụng khoảng 200g thôi nhé. Mình sẽ cắt cây bắp cải này ra. Chúng ta chỉ sử dụng bằng này thôi nhé. Giờ mình sẽ cắt nhỏ phần bắp cải này ra nhé. Tiếp theo bạn hãy chuẩn bị cho mình một chậu nước. Chúng ta sẽ rửa thật sạch rau bắp cải đi. Bạn để ráo nước đi nhé. Tiếp theo bạn hãy chuẩn bị cho mình một xoong nước. Trong xoong có chứa khoảng 500ml nước sạch. Bạn cho rau bắp cải vào. Và cho xoong lên bếp đun cho mình. Nồi bắp cải của chúng ta đang sôi rồi đây. Khi mà nồi nước của chúng ta sôi thì bạn hãy đun thêm khoảng 5 đến 7 phút nữa để các chất có trong bắp cải tiết hết ra nước. Đây là nồi bắp cải của chúng ta. Chúng ta chỉ sử dụng phần nước thôi nhé. Mình sẽ gạn nước ra một cái cốc. Với cốc nước này thì bạn hãy cho một thìa mật ong nguyên chất vào và khuấy đều lên. Đây là cốc nước mà chúng ta cần. Rất đơn giản phải không? Chỉ sau vài phút, chúng ta đã có ngay cốc nước giúp giảm ho, viêm họng rồi. Cách các bạn sử dụng cốc nước này như sau. Mỗi ngày bạn uống 2 cốc nước này vào buổi sáng và buổi trưa trước bữa ăn khoảng 30 phút. Nếu bạn áp dụng liên tục 2 đến 3 ngày thì thấy những cơn ho của bạn giảm một cách rõ rệt.
Tác dụng chữa bệnh của cây bắp cải là phương pháp rất hữu hiệu, bạn không nên bỏ qua. Hy vọng với cách trị ho bằng bắp cải này đã giúp bạn thấy được công dụng tuyệt vời của những loại cây có ở quanh ta trong việc chữa bệnh. Ngoài việc chữa ho ra, nó còn giúp chữa ho do viêm phế quản mãn tính. Để đảm bảo an toàn cho sức khỏe, ngay từ khi cơn ho vừa mới xuất hiện, bệnh nhân nên tiến hành thăm khám và điều trị bệnh sớm, tránh các biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra gây ảnh hưởng đến sức khỏe. Chúc bạn và gia đình luôn khỏe mạnh và đừng quên đồng hành cùng Mẹo Sống Khỏe VTT7 để có những bài thuốc chữa bệnh hay bạn nhé! Video của mình đến đây là kết thúc. Hy vọng rằng video của mình hữu ích với các bạn. Chúc các bạn sống vui, sống khỏe.